Xin chào các bạn. Ở video này, chúng mình hãy cùng trải nghiệm liếm về hai bộ trang phục nạp đang diễn ra bên bản chung, được ra mắt cùng đợt với sự kiện gacha mặt nạ nhé. Hôm trước, mình làm video về bộ gacha mặt nạ này, thấy nhiều bạn khen bộ đồ này lên bờ xuống ruộng, rồi thì là thề lon hẹn biển, bao giờ event về bản Việt sẽ liếm cho bằng được. Nhưng mà các bạn có biết là trang phục nạp đi kèm với sự kiện gacha này nó cũng đẹp mê hồn không kém cạnh đâu. Hãy cùng mình khám phá ngay nhé. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về hai bộ trang phục nạp này. Vị trí đầu tiên là thiếu nữ đưa thư với mốc giá nạp 100.000 Việt Nam đồng. Bộ này co dáng nhưng không có make up, thiết kế tông màu xanh lá mát mẻ, tạo hình dễ thương với xì tai thỏ, cute hột me, qua phụ kiện chú thỏ đạp xe đáng yêu muốn xỉu. Tiếp theo là thí sinh lò thị thiếu nữ trung cổ với mốc giá là 280k, đầy đủ dáng và make up, thiết kế rất là đẹp với tông màu hồng mộng mơ. Điểm nhấn của trang phục này không chỉ ở chiếc áo dài Khmer thướt tha mà còn có phụ kiện đỉnh đầu lẫn túi xách ô hoa lá bồng bềnh, tạo cho chúng ta một cảm giác như đây là một thiên thần giáng trần vậy. Thì để cho các bạn khỏi háo hức, sau đây mình sẽ đi vào review luôn thuộc tính của hai ẻm cho nó nóng hổi nhé. Bộ đưa thư tổng thể 14 món đồ, 9 tác Anh Quốc kèm một tác động vật. Thì cái bộ thuộc tính này nó không thuần cho khu thi đấu nào cả, nhưng mà có thể xài cho công viên cổ tích được các bạn nhé. Vì cái mát mẻ chủ đề này nó chiếm tổng điểm không cao. Các món đồ áp dụng cho khu thi đấu này ta sẽ chú trọng đến quý phái, thanh lịch, dễ thương. Thì có những món đồ phù hợp như là tóc, vớ, kẹp tóc, dây lưng, nền sau, áo dáng. Trong đó hai món tốt nhất là kẹp tóc và áo dáng các bạn nhé. Sang đến bộ đồ thiếu nữ trung cổ thì có tổng 16 món đồ, trong đó 6 tác trung cổ và 1 tác Nhật. Lần đầu tiên mình vừa thấy tác Nhật lẫn tác trung cổ trong một bộ đồ chị em ạ. Thì bộ thuộc tính này nó cũng không thuần cho khu thi đấu nào cả, nhưng có thể xài cho đẹp tuyệt trần được. Vì cái giữ ấm nó chiếm tổng điểm không cao, ta sẽ chú trọng vào chỉ số quý phái thanh lịch trong sáng. Thì sẽ có những món đồ tốt như là khoác, giày, hoa tai, mặt, túi xách phải. Vậy là vừa rồi mình đã review xong về hai bộ đồ nạp cùng đợt với sự kiện gacha mặt nạ đang được diễn ra bên bản chung. Bạn có yêu thích vẻ đẹp của hai trang phục nạp này không nào? Hãy comment ý kiến bên dưới video nhé. Sau đây mời các bạn xem tiếp video để trải nghiệm sự kiện nạp này. Mình hết văn rồi nên xin dừng bình luận. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Goodbye video game. Thay đổi phân phân lão lão,忘了哪里才有最
说在耳边，你越照无眠。为何冥冥间总似有牵连？失去的梦里，把手牵，沧海和桑田。就这样等候了一万年，就这样等候了一万前，模糊了多情缘浅。我想问问地，问问天，你是一个过客，还是为我守候的坚固契约？在耳边，明月照无眠。为何冥冥间总似有牵缘？失去的梦里，把手牵，沧海和桑田。就这样等候了一万年，就这样等候了一万年。去了你的誓言，模糊了